mình xin chào tất cả các anh chị em nhá. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Cường. Mình là giám đốc của công ty laptop Vietway. Bên mình chuyên phân phối tất cả các dòng laptop cũ có giá dao động từ 2 triệu rưỡi đến 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu. Laptop cũ cho học sinh nhá. Laptop cũ cho các bạn học sinh để học này, cho các bạn sinh viên, hoặc là laptop cũ để cho các bạn chơi game, giải trí, hoặc là làm việc thiết kế đồ họa văn phòng. Đấy, thì bên mình sẵn có tất cả các dòng laptop như thế. Nếu bạn nào có nhu cầu thì hãy để lại comment cho mình, hoặc là các bạn trên các kênh của mình, thương mại của mình, hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình theo Zalo và số điện thoại của mình là 0934669689 anh chị em nhá. Thì khi anh em inbox cho mình ấy, thì mình sẽ gửi cái link bao gồm có hình ảnh này, có cấu hình chi tiết từng sản phẩm và giá từng sản phẩm luôn, để anh chị em có thể chọn được cái mã sản phẩm ưng ý anh chị em nhá. Máy bên mình bán ra ấy, thì đều có ship code toàn quốc anh chị em nhá. Anh chị em ở xa không phải băn khoăn về việc là mua máy như thế nào, bên mình có ship đến tận nhà anh chị em luôn. Khi anh chị em mua máy, anh chị em chỉ cần cho mình xin họ và tên này, số điện thoại, địa chỉ, và bên mình sẽ ship đến tận nhà anh chị em. Khi anh chị em nhận hàng ấy thì anh chị em được kiểm tra hàng anh chị em nhá, anh chị em kiểm tra hàng tại nhà anh chị em luôn, là anh chị em bóc máy ra kiểm tra. Anh chị em bóc máy ra kiểm tra này, thứ nhất là xem là máy có giống như ảnh mình đã gửi hay không, thứ hai nữa là máy có bị rơi vỡ va đập gì không, và cái thứ ba nữa là anh em bật máy lên xem nó có hoạt động bình thường không. Nếu mà mọi thứ ok thì anh chị em mới nhận hàng và thanh toán tiền cho ship anh chị em nhá. Thế thì tất cả các máy bên mình bán ra là như thế nào, là đều có bảo hành 3 tháng toàn bộ máy anh chị em nhá. Bảo hành phần cứng toàn bộ máy 3 tháng, thì từ cái sạc, cái bàn phím trở đi, hay cái bất cứ gì lỗi là bên em sẽ bảo hành, sẽ đổi ví dụ phím chết thì lỗi thì bên mình sẽ đổi phím sạc, mà lỗi thì bên mình đổi sạc anh chị em nhá. Đấy, tức là khi mà anh em mua máy bên mình là yên tâm luôn, là đều có bảo hành anh chị em nhá. Thế còn về phần mềm ấy thì trong quá trình sử dụng ấy, thì anh em cứ yên tâm đi, bởi vì là bên mình có bộ phận chăm sóc khách hàng, tức là có kỹ thuật để hỗ trợ anh em trong quá trình sử dụng. Nếu như có anh em mà có bị lỗi phần mềm, hay muốn cài một cái phần mềm, hay cài một game gì đó, hay cái gì đó mà anh em không tự làm được, thì anh em cứ inbox cho bên mình, bên mình sẽ có nhân viên kỹ thuật để hỗ trợ anh em làm các cái việc như thế. Thì anh em hãy inbox vào giờ hành chính giúp cho bên mình nhá. Bên mình nhiều khi mà anh em gọi vào đêm thì chịu là không có ai để có thể hỗ trợ với anh em, vì các bạn ấy làm hết giờ hành chính là các bạn ấy về nghỉ, không có ai chăm sóc vào giờ đấy cả. Thế nên là anh em inbox vào giờ hành chính cho mình, sáng là từ 8 giờ 11 rưỡi, chiều là từ 2 giờ chiều đến 6 giờ 15, anh em cứ inbox giờ đó là bên mình sẽ chủ nhật không làm anh em nhé. Thì là sẽ có các bạn tư vấn và hỗ trợ cho anh em đấy. Thế thì máy bên mình bán ra ấy thì là có đầy đủ pin là một để sạc của hai này, và cái thứ ba nữa là bên mình đang có chương trình khuyến mại, là có tặng cho anh em là một là cái cặp đựng laptop để anh em mang đi lại, hai là chuột không dây để nó tiện lợi anh em sử dụng, ba nữa là cái tấm lót chuột anh em di chuột cho nó mượt mà anh em nhá. Khi nào anh em nhận máy, anh em cứ kiểm tra đầy đủ máy, pin sạc này và các đồ khuyến mại bên mình thì anh em nhận máy và thanh toán. Thế thì tất cả các anh chị em có nhu cầu thì cứ inbox cho em, bên em theo số điện thoại của em ấy, Zalo đó là 0934669689, thì em sẽ gửi list sản phẩm và anh chị em có thể gọi video trực tiếp với em để có thể xem các cái sản phẩm mà anh chị em chọn và mong muốn lựa chọn anh chị em nhá. Thì tất cả các cái dòng máy bên em ấy thì là luôn luôn sẵn hàng, chứ không phải là bên em đi phải đi khi anh em đặt hàng rồi mới phải đi lấy bên này bên nọ. Thế cho nên anh em là không phải lo việc là bên em có hàng hay không, thì anh em một là inbox Zalo cho em, hai là anh em nếu muốn tham khảo thì anh em có thể tham khảo trên website của em là laptopcũrẻnhất.com. Cái thứ hai đó là kênh YouTube bên em thì có hai kênh, một kênh là kênh Laptop Vietway, kênh thứ hai là kênh Laptop cũ Vietway anh em nhé. Thì là anh em có thể tham khảo, em cũng hay review các cái sản phẩm mới về trên đó, hoặc là anh em muốn bọc vạch các cái gì đó về kỹ thuật hay này nọ, các lỗi này lỗi kia, thì anh em cứ lên kênh của em nhá, là lên kênh YouTube em, là bên đấy là em có làm các cái video hướng dẫn để anh em có thể làm theo được anh em nhá. Rồi em xin kết thúc video ở đây, xin chào tạm biệt tất cả anh chị em. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi video của em. Đây, như bên em là đang hiện có một cái số mã là rất là phù hợp cho các cháu học tập và giải trí. Các cái mã này là đầy đủ loa cam mic hết, bên em đã test hết rồi. Ví dụ như là cái mã hiện bên em trong ngày hôm nay, em có thể giới thiệu qua một cái số mã mà nó rất là phù hợp. Ví dụ như là mã Dell E6420 chẳng hạn. Đây, mã này là i5 thế hệ 2, màn 14, loa cam mic đầy đủ, RAM 4GB, chạy SSD, khởi động chỉ rơi vào tầm mười mấy 20 giây thôi, rất là nhanh, rơi vào tầm 16 đến 20 giây là cùng.
Ví dụ đây các anh chị em có thể xem, em có thể test qua loa cam mic cho anh chị xem. Đây, cam rất là nét luôn, anh chị nhìn thấy không? Đây, mic thu âm thì cực kỳ nhạy luôn, nên anh chị không phải lo về cái vấn đề là mic thu âm có ok hay không. Bên em đều có test hết. Trước khi chuyển hàng đi là bên em test rất là kỹ, đều cho nhân viên kiểm tra máy rất kỹ luôn. Nên anh chị hoàn toàn yên tâm về các cái dòng máy mà bên em đang bán ra cho các anh chị em. Các anh chị em kiểm tra máy, nếu máy có vấn đề gì lỗi, các anh em báo lại và không nhận hàng luôn. Đây em có thể test qua mic, để các anh chị xem qua mic rất là nhạy luôn. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Alo, 1, 2, 3, 4, em đang thu ở cái khoảng cách rất là xa nha anh chị em nhá. Đây em bật lại luôn. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Alo, 1, 2, 3, 4, em đang thu ở cái khoảng cách rất là xa nhá. Mã này thì nó tùy từng mã các anh chị em nhá. Mã này thì gần như là đẹp gần như mới 95% luôn. Không có xước xác gì cả anh chị em nhìn này. Đấy. Rất là đẹp. Ngoài ra có mã N4050, DM4050i5 thế hệ 2, RAM 4ED120. Anh chị em nào mà có chơi LOL cần nâng cấp thì nâng cấp lên RAM 8GB, bên em có nâng cấp hết về RAM, về SSD rồi bên em đều có hỗ trợ nâng cấp KD Bay đây, rất là nhiều đồ. Là anh em yên tâm. Riêng về phần nâng cấp bên em bán thì tất cả các máy bán ra bên em đều có khuyến mại cho các anh chị em các cái phụ kiện cơ bản, ví dụ như là đều có đầy đủ pin sạc là một này. Cái thứ hai nữa là có khuyến mại tặng kèm theo cặp đựng laptop và chuột không dây kèm theo và tấm lót chuột để các anh chị em di chuột. Chứ anh chị em không phải là mua máy về xong lại phải chạy ra qua cái cửa hàng này cửa hàng nọ mua thêm đủ phụ kiện nữa. Bên em cài sẵn Win và các phần mềm ứng dụng rồi. Ngoài ra tất cả các anh chị em có yêu cầu cài phần mềm ứng dụng hay game gì đó thì anh chị em cứ inbox riêng. Bên em sẽ cho nhân viên cài đúng như yêu cầu của tất cả các anh chị em. Thế nên là vấn đề đấy là các anh em mua máy về chỉ việc sử dụng thôi chứ không cần phải làm thêm bất cứ một cái việc gì nữa cả. Là ví dụ như bên em đang có cái mã này là mã HP450G2, mã này là i5 thế hệ 4, RAM 4ED120, có thể nâng cấp lên 48GB các anh em chị em này, máy cũng hoàn toàn như mới luôn, cực kỳ đẹp. Đây chị em xem gần như không có một vết xước nào luôn. Đấy rất nhiều dòng, hoặc là như dòng có HP EliteBook, mở cái này lên cho anh em này. Như là có HP EliteBook 820G1. Enter mở cái máy lên đi. 820G1 hoặc là 840G1, tất cả dòng máy này rất là đẹp luôn. Hoặc là Dell 5530, 5540, 5440, 6440. Còn mã nào nữa nhỉ? Nói chung là rất là nhiều. Ví dụ em có thể lấy điển hình cho các anh chị em xem một cái mã này là mã 840G1. Màn 14 chip i5 thế hệ i5 thế hệ 4, RAM 4ED120, mở ra anh Nguyễn Bình ơi. Đấy. Đây, 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 giật cái này ra đây, xé cái này ra đây. Xé này ra, đây, cái xé luôn này. Đấy, máy thì, những cái dòng này thì gần như máy như mới. Tuy nhiên có các dòng thời trang, có dòng thi thoảng là nó bị xước răm một tí thì qua sử dụng rồi. Thì đấy là không tránh khỏi. Nó tùy mã sản phẩm của anh chị em nha. Có như nào bên em sẽ chụp ảnh như thế, chụp ảnh thật như thế. Pin con này rất là trâu bò luôn, 3 tiếng 40 phút, đa phần các cái dòng kia thì i5 thế hệ 2 nó sẽ rơi vào tiếng 30 phút đến tiếng 40 phút hoặc là 2 tiếng các anh chị em. Thì nói chung là trong quá trình mà chat với em là sẽ có hỗ trợ và tư vấn rõ ràng luôn là pin nó chạy bao nhiêu. Còn tất cả loa cam mic bàn phím, tất cả các thứ là bên em đều test hết rồi, phần mềm cài hết, Win cài đầy đủ ok, office tất cả phần mềm ứng dụng. Cho nên các anh em về chỉ việc sử dụng thôi, không cần gì phải là phải làm đi làm lại hay quan tâm phải mang thợ này thợ nọ cả. Nha anh em nha, và máy bán ra bên em có bảo hành nên chị yên tâm nha. Bên em bán 12 năm nay rồi cho nên là về vấn đề bảo hành anh chị yên tâm luôn đi. Vì anh chị có thể là ở cái phần dưới mô tả của cái video này ấy, là anh chị sẽ nhìn thấy có một cái ghi comment ở trên đấy. Có ghi rõ cả trong phần mô tả, ghi rõ là kênh YouTube bên em này, website bên em này, landing page này và fanpage này và trang và Facebook cá nhân của em. Còn Zalo cá nhân của em là 0934669689, em tên là Cường anh chị em nhá. Anh chị em mà có nhu cầu hay thắc mắc thì cứ liên hệ với em, gọi điện cho em hoặc là inbox Zalo cho em. Em sẽ tư vấn tất cả các thắc mắc của tất cả anh chị em. Em hôm nay là review qua các sản phẩm bên em hiện có, và anh chị em nào mà có nhu cầu thì cứ inbox cho bên em. Nếu anh chị tin tưởng thì cứ inbox cho bên em sẽ gửi rõ thông tin địa chỉ. Địa chỉ bên em là số nhà 19 tổ 1,
Tu Hoàng, Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội anh chị em nhá. Bên em có ship code toàn quốc. Bây giờ là thời đại hiện đại rồi cho nên là cái việc đấy là việc rất bình thường. Vì các anh em nhận hàng là được phép kiểm tra hàng. Thứ nhất là máy giống như trong ảnh đã gửi, bên em đã gửi cho anh chị em. Thứ hai nữa là cấu hình giống như bên em đã thông báo, đã gửi cho anh chị. Và máy khi anh em bật lên hoạt động bình thường, tất cả các chức năng và kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì, máy không vỡ, va đập, móp méo gì, máy hoạt động bình thường thì anh chị em mới nhận máy và thanh toán tiền cho cốt anh chị em nha. Trong quá trình sử dụng có vấn đề gì, anh chị em cứ inbox cho em và Zalo là 0934669689. Em sẽ có trách nhiệm bảo hành máy và tư vấn cho tất cả các anh chị em những cái lỗi thông thường, lỗi vặt. Trước khi gửi máy đi, bên em đều có làm một cái video hướng dẫn sử dụng cơ bản cho các anh chị em để anh chị em tránh những cái lỗi không cần thiết trong quá trình sử dụng. Thôi, hôm nay em review qua cái văn phòng bên em và các cái mã sản phẩm bên em hiện đang có. Là anh chị em nào có nhu cầu thì inbox cho em theo số điện thoại 0934669689, Zalo của em. Em tên là Cường. Em xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay bên mình mới về thêm một số mã mới nên là hôm nay mình sẽ review trực tiếp cho các bạn xem một số cái mã sản phẩm mà hiện bên mình đang có cũng như một số mã sản phẩm mà chuyên về game để cho các bạn tham khảo các bạn nhé. Chào các bạn nhé, hôm nay bên mình mới về thêm một số mã mới nên là hôm nay mình sẽ review trực tiếp cho các bạn xem một số cái mã sản phẩm mà hiện bên mình đang có cũng như một số mã sản phẩm mà chuyên về game để cho các bạn tham khảo các bạn nhé. Chào các bạn nhé, hôm nay bên mình mới về thêm một số mã mới nên là hôm nay mình sẽ review trực tiếp cho các bạn xem một số cái mã sản phẩm mà hiện bên mình đang có cũng như một số mã sản phẩm mà chuyên về game để cho các bạn tham khảo các bạn nhé.